Vâng, chúng tôi đã nhận thấy tín hiệu có khán giả muốn trao đổi trực tiếp với chuyên gia chúng tôi tại trường quay. VTC16 xin được chào khán giả. Xin anh hoặc chị hãy giới thiệu về mình, sau đó đặt câu hỏi cho chuyên gia chúng tôi. Chúng tôi xin mời ạ. Alo ạ. Vâng, anh nói đi. Chuyên gia đang nói chuyện ạ. Vâng, anh nói đi ạ. Vâng, em muốn hỏi cái ốc nhồi một tí ạ. Vâng, anh cứ nói đi ạ. Vâng. Tức là có cái ao là vừa mới đào khai xào ấy ạ. Em thả 5 bạn ốc nhồi giống xuống. Đấy, thế nhưng mà bèo em biết em thả rất là nhiều cái bèo bèo cái xuống thì bây giờ nó thấy nó lụi tàn dần thì nó cứ vàng lá dần này, em đổ mấy bao phân gà xuống rồi không biết có ảnh hưởng gì đến đất không ạ? Vâng, anh tên là gì và anh quê ở đâu anh? À, mình tên là Huy ở Lạng Sơn. Vâng, Huy Lạng Sơn, mời chuyên gia, anh nghe lời chuyên gia chúng tôi nhá. Thật sự này nhá, cái ao của anh mới đào, anh thả bèo cái xuống mà nó không sống thì nuôi ốc nhồi sống nào được. Bèo cái nó phải sống chứ, em mẹ xem lại cái ao. Cái đất đáy ao có tốt không? Không có đo pH đáy ao bao nhiêu, đất đáy ao bao nhiêu không? Không đo phải không? Vâng. Thế là, tức là thả bèo cái mà không sống được thì ốc nhồi sống nào được. Thả cái khác chết, tức là ông phải làm lại. Bây giờ thế này nhá. Tôi nói này để cho nhanh hiểu, tức là anh phải bón đào ao xong anh phải kiểm tra đất, nếu pH nó xuống dưới 5 là chưa thả được bất cứ một loại thủy sản nào, nó phải trên 6 thì mới được. Đấy là cái thứ nhất. pH 8,2 pH đất cơ ở đấy ấy. Rồi thế còn cái ao của ông bây giờ là 8,2 anh đo thì, nếu mà đo như thế thì pH thì không chua, những cái ao của anh là không có gì, đừng có bón phân gà trong đó. Bây giờ yêu cầu này, anh lấy thôi bèo cái không sống nổi vì trời này, nắng hôm nay, chứ không biết là trên Lạng Sơn có nắng không. Nếu có nắng thôi thì đúng rồi, bèo cái nó sống vào mùa nào, nó vào mùa đông. Không, căng thì căng bạt. Không, ông lại nhiều. Rồi, ông lại nhiều tiền có đi căng bạt nuôi mấy cái con ốc nhồi. Giờ ông thả vào tây xuống, nhá, nếu mà phát triển thì con ốc nhồi nó bám vào tây. Hoặc rau muống, đừng có thả bèo cái như mùa, bèo cái tôi biết. Tôi không phải chuyên gia về trồng trọt nhưng biết bèo cái, bèo tấm là không phát triển mùa hè được nhá. Nên nó lạc nên phải thả gì rau muống, học bèo tây nhá. Đấy xuống nếu nó phát triển được thì ông rồi nó phát triển được nhá. Vì hôm nay tôi lại không phải ra có chuyên gia trồng trọt thì họ biết bèo, vì tôi lại làm thức ăn cho cá, tôi biết bèo tấm nó phải mùa đông chứ mùa hè nó không, nó tự nó lụi nhá, không có chứa nó. À đúng rồi. Cái đấy là đúng, vì tôi lại không phải chuyên gia về trồng trọt nhưng mà tôi vì tôi lại phải cần thức ăn cho cá nên tôi mùa đông là bèo tấm. Đấy, bèo hoa dâu. Ví dụ như là không đổ phân gà, đổ phân cho phân bò xuống có được không ạ? Tất cả đều đổ được hết, nhưng phải yêu cầu là phải ủ, không thể đổ những cái đấy nó là các cái trứng sán, trứng giun nó xuống nó vào ốc nhồi luôn thì ông bán cho ai ta dám mua cái ốc nhồi của ông. Nhá. Yeah. À đúng rồi, đúng rồi. Cái đấy thì ủ được, cái bón được nửa ký phân cho 1 mét khối là được. Bây giờ nó lớn tầm độ ngón tay cái này, mình thấy nó cứ chết dần đấy. Đúng rồi, vì bèo cái nó còn chết thì ốc cho chết. Đúng không? Tôi nói câu thế là dễ hiểu chưa? Rồi. Vâng. Vâng, anh Huy ở Lạng Sơn thân mến, thứ nhất là anh cho phân xuống là anh bị ủ khoai mục, đó là đã. Thứ hai là phải đúng tỷ lệ như chuyên gia chúng tôi hướng dẫn. Và như vậy anh phải kiểm tra lại vì mùa nắng ao của anh làm đó phải xử lý lại và nuôi cho nó tốt. Vâng, tôi xin cảm ơn anh.